Bài chương trình của The VLKT News và cảnh sát đã cảnh báo các bậc cha mẹ về cái tính năng name drop mới của điện thoại iPhone. Chúng ta hãy cẩn trọng vào điều này. Name drop là hai cái điện thoại nó chập đích với nhau đó. Nhiều sở cảnh sát của Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo một tính năng mới của iPhone, trong đó cho phép chia sẻ thông tin liên lạc và hình ảnh giữa hai cái thiết bị khi đặt gần nhau mà không cần dùng dây. Họ nói rằng cái tính năng này có thể gây rủi ro cho trẻ em và những người khác bị tổn thương. Nếu quý vị nào có một điện thoại iPhone cập nhật iOS 17 mới đây, thì một cái tính năng Name Drop đã được cài đặt. Tính năng này cho phép quý vị có thể chia sẻ thông tin hình ảnh của một chiếc điện thoại khác chỉ bằng cách đặt hai chiếc điện thoại gần nhau. Cảnh sát của Middletown, Ohio cho biết trong một bài đăng trên trang mạng Facebook ngày 26 tháng 11, các bậc cha mẹ đừng quên thay đổi cài đặt này trên điện thoại của con em mình để tránh được sự an toàn. Các tính năng này được bật lên hỡi ai đặt cái điện thoại của họ bên cạnh điện thoại của quý vị hoặc cái điện thoại con em quý vị và chạm vào cái màn hình đã mở khóa thì họ tự động nhận được thông tin liên lạc bao gồm số điện thoại, hình ảnh, thư điện tử. Cảnh sát Walton, Connecticut cho biết trong một bài đăng. Tùy chọn Name Drop được bật theo mặc định để tắt cái tính năng này trong iOS 17 thì hãy thực hiện những bước sau đây. Tôi cũng đang bị đây. Bước đầu tiên là chúng ta vào cái setting là cài đặt. Ok, và chúng ta vào cái general là chung. Rồi sau đó chúng ta click vào cái từ AirDrop. AirDrop. AirDrop thì cái mục này đó có cái tính năng là chia sẻ cái tệp file điện thoại. Xong rồi cái AirDrop đó nó có cái phần là Bring Device Together, là chúng ta tắt nó đi. Rồi chúng ta tắt nó đi. Và đó là cái cách là như vậy. Để tôi thâu cái đoạn clip này xong cho quý vị. Rồi tôi sẽ bắt đầu upload lên cho quý vị. Ok. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ vào, cái điểm quan trọng nhất là chúng ta sẽ vào setting. Chúng ta setting xong chúng ta vào general. General xong chúng ta vào AirDrop. Và trong cái phần AirDrop đó có bring device together. Chúng ta click cái bring device together. Và đó là gì? Và đó là cái đơn giản. Rồi tôi sẽ trình bày cho quý vị. Rất đơn giản. Để tránh những cái trường hợp mà rất là nhiều khả năng chúng ta sẽ bị tấn công rất mạnh, là bởi vì những cái kẻ trộm đó quý vị, những kẻ trộm nó sẽ sử dụng những cái cách này để nó ăn cắp một số cái thông tin cụ thể. Văn phòng cảnh sát trưởng của Oakland, Michigan và văn phòng cảnh sát trưởng của quận Village, South Carolina đã đưa những cảnh báo về name drop. Trong cảnh báo của mình, văn phòng cảnh sát Green Village sẽ nêu ra cách duy nhất mà thông tin liên lạc của quý vị sẽ được chia sẻ là trong trường hợp quý vị phải đối mặt với hai chiếc điện thoại gần nhau, mở khóa cả hai chiếc sau đó chấp nhận trao đổi. Không có cách nào nhận được thông tin của quý vị trước tiên nếu thông tin đó không xuất hiện trên màn ảnh của quý vị và quý vị hoặc những người kia không chạm vào gợi ý chấp nhận. Rủi ro tính năng này là điều mà người cao niên, trẻ em hoặc những người dễ bị tổn thương khác có thể nhầm lẫn và không để ý. Đúng luôn, rất có thể nhầm lẫn. Và đôi khi nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta sẽ bị ăn cắp. Chúng ta sẽ bị ăn cướp. Chúng ta sẽ bị ăn cướp rất là mạnh. Từ từ. Trò chuyện với CBS 12, ông Shaq, một chuyên gia an ninh mạng của Blue Line IT, nêu ra việc cảnh sát đưa cái cảnh báo phần lớn là lo ngại sự an toàn của trẻ em. Tôi đoán rằng nếu một kẻ xấu muốn đột nhập và tìm cách đặt cái điện thoại gần cái điện thoại của một đứa trẻ thì điều đáng sợ là thông tin chi tiết của đứa trẻ sẽ chuyển sang điện thoại của kẻ xấu kia, ông nói. Chúng tôi không nghĩ cái nỗi sợ đó có cơ sở thực tế, nhưng ông xác nêu rằng nếu mà hai cái điện thoại gần nhau cỡ một inch thì tính năng Name Drop có thể hoạt động. Khi hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau thì Name Drop những người chia sẻ chỉ dùng chỉ nhận Receive Only hoặc chia sẻ.
Chỉ nhận là những người đó chỉ nhận được thông tin cho người khác chuyển qua, khi đó không có thông tin nào người dùng được chuyển qua. Việc chia sẻ là cho phép người dùng gửi thông tin của mình cho người khác. Những cái lo ngại về bảo mật đã vô tình cho phép cái name drop gửi thông tin cho người lạ. Vâng, chúng tôi biết những tính năng này cho phép quý vị chia sẻ có thể từ chối nhưng không kiểm tra cái trạng thái cài đặt của họ và không nhận biết được cái điện thoại của hoạt động thế nào. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Auckland cho biết trong một báo cáo, name drop được sử dụng để chia sẻ nhanh những thông tin liên lạc với nhiều người, chẳng hạn như một số người trong cuộc họp có thể thêm những thông tin liên lạc và điện thoại của mình trong vài giây thay vì trực tiếp lưu những thông tin riêng lẻ. Và đó là cảnh báo. Và đây là tôi sẽ upload cái đoạn clip này cho quý vị. Rất là rõ ràng về điều này, chúng ta hãy cẩn trọng và cẩn thận. Và cách mà chúng ta có thể đây, quý vị vào, xong quý vị vào AirDrop, và đây cái phần mà là bring in device together, vì hãy tắt nó đi trên màn ảnh của chúng ta đó, rồi tắt nó đi. Ok, thì tôi sẽ play lại một lần nữa cho quý vị nha. Rồi, vào cái setting general AirDrop, AirDrop xong rồi bring together device, và chúng ta tắt nó lại. Ok quý vị, và đó là chương trình của The VLKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của tin tức tiếp theo. Chào tạm biệt.